Ơi, cho chị bao hộp kem body mềm với. Dạ ok chị yêu ạ. Dạ chị để lại số điện thoại bên em lên đơn cho chị yêu ha. Rồi ngày hôm nay em sẽ tri ân với giá là siêu cực kỳ ưu đãi. Hãy đến với shop nhà em một lần đi. Shop nhà em tri ân đúng 20 NG đầu lai. 20 NG đầu lai trải nghiệm với cái dòng sản phẩm body mềm chữ A của bên shop nhà em, của hãng công ty Phương Anh sản xuất 100% luôn nhá. Với tính chất 100% là từ thành phần từ thiên nhiên nên các tình yêu cứ yên tâm mà sử dụng. Nhà em lai tổng cộng là 3 máy nên em thể hiện tất cả các chị đẹp luôn, cả chị đẹp không cần phải hỏi em nữa. Em có thể chị đẹp không? Dạ em thể hiện tất cả các anh chị đẹp ạ. Rồi kem này sử dụng có hiệu quả không? Dạ ok sử dụng hiệu quả nha chị đẹp. Hôm trước chị mua kem một lò là 250.000 nhưng sau hôm nay em bán một lò chỉ có giá 99k. Dạ dạ thưa chị yêu ạ, hôm trước chị mua là tại mua cửa hàng của bên shop nhà em. Cửa hàng shop nhà em đang bán với giá là 250.000 nhưng hôm nay chị yêu mà đặt hàng ở trên cái line này thì bên em sẽ tri ân cho chị đẹp với giá là 99k 3 hộp body mềm trải nghiệm với dòng sản phẩm này. Đó, đặt hàng trên live mới được cái giá đó, và nhớ là chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để em lấy lương tương tác nha chị đẹp. Dạ em nói thì tổng cộng là 3 máy, em thể hiện tất cả các chị đẹp luôn. Các chị đẹp không cần phải hỏi em là em thể hay không, em thể hiện tất cả các chị đẹp luôn. Nhưng anh chị em nào đang gặp vấn đề như là da bị ngăm đen, đen bẩm sinh, đen lâu năm, đen trong môi trường sống, hoặc là da mà sử dụng nhiều sản phẩm mà không có trắng lên nổi được, hoặc là da mà bị khô hến, da bị thô, hoặc là da mà bị lỗ chân lông to, hoặc là dùng và dùng nhiều sản phẩm rồi mà không trắng nổi được thì hãy đến ngay về shop nhà em. Và những anh chị em nào mà đang làm việc ở trong môi trường mà khói bụi hoặc là làm ở trong môi trường điều hòa mà da mình bị ảnh hưởng thì hãy đến ngay về shop nhà em nha, để trải nghiệm cái dòng body mềm chữ A này của công ty Phương Anh với dung tích là 250g. Với dung tích 250g này các tin nếu sử dụng cho em là cùng trong vòng là 2 tháng đó, 3 hộp thì mình sử dụng được 6 tháng luôn nha các tin nếu. Với là này kem của nhà em này có tem mặt rõ ràng luôn, và đặc biệt là đường dưới đáy tem này là có in hình chữ A, có logo dẹp tem rõ ràng luôn, là hàng chính hãng 100% luôn. Và đặc biệt ngày sản xuất thì mới năm 2021 này thôi, nhưng mà hàng sử dụng là lên đến năm 2024 mình hết hàng luôn, nên các tin yêu cứ yên tâm mà sử dụng nha. Còn đặc biệt nữa là trên vỏ tem này là có in tem của cô Tiên luôn, là 100% là từ hãng công ty Phương Anh luôn đó. Shop nhà em đang phân phối tri ân với cái dòng sản phẩm này, đang phân phối là trên toàn quốc luôn, ở các tiệm spa, các tiệm thẩm mỹ luôn, rất là nhiều đó. Và ngoài tiệm thì đang bán với giá là 250.000, nhưng ai đặt trên line này chỉ có giá là 99k 3 hộp, 99k 3 hộp body mềm. Các tin yêu nghe không nhầm, 99k 3 hộp body mềm, và phí ship em mặc trung tâm quốc là 30.000. Đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại bên em lên đơn cho các tin yêu. Với dòng kem rất là đặc sệt và mùi rất là thơm, kem rất là dẻo, kem rất là mềm luôn nha các tin yêu. Đó, và rất là đầy luôn, kem đầy lên để nạp luôn á các tin yêu ạ. Đặt hàng cứ nhanh tay để lại số điện thoại bên em lên đơn cho các tin yêu. Dạ các tin yêu không cần phải hỏi em là kem có chất lượng hay không, rồi là kem có size ok không, có trắng sáng hay không, hoặc là kem có bị dị ứng hay không. Dạ nếu các tin yêu cứ băn khoăn thì cứ để lại số điện thoại, bên em sẽ có đội ngũ nhân viên trả lời tận tình cho các tin yêu luôn. Em đang like nên là em đã sẽ giới thiệu thẳng, sẽ giới thiệu sâu về cái dòng kem này luôn, nên là em không còn nói lung ta lung tung về các vấn đề khác nhé. Đó, và em like trong vòng 3 máy mà em còn nói vấp hoặc là em còn nói trông khó nghe quá thì các tin yêu bỏ qua cho em nhé. Đó, tại em là người miền Trung, em không có thể nhả dòng được tất cả các phương miền khác, nên các tin yêu cứ thử lỗi cho em kỳ vấn đề đó. Rồi đặt hàng nhìn tay để lại số điện thoại bên em lên đơn cho các tin yêu. Với là dòng kem này tính chất 100% là từ thiên nhiên, gồm có là vitamin E, vitamin B, vitamin C, và đặc biệt là có cúc lâm mạ, rồi là có lô hồi, và có nhiều, và có nghề tây tươi nữa, và đặc biệt nữa là có collagen nữa. Collagen làm cung cấp độ ẩm cho da, làm da của mình căng bóng mềm mịn mượt luôn. Và đặc biệt là bật tông trắng sáng cho các tình yêu trong vòng sử dụng trong vòng 10 ngày. Đó, 10 ngày sử dụng sẽ bật tông trắng sáng luôn. Kem có độ chống nắng lên đến 45 cộng, nên các tình yêu cứ yên tâm mà sử dụng nha. Và hơn nữa là kem của nhà em rất là thơm, mùi rất là dẻo luôn. Và bôi kem này lên xong rồi các tình yêu thấm nước cũng không có bị trôi kem luôn nha. Kem bôi từng nào thấm thấu da từng đó, và đặc biệt là kem thay cho makeup đều ok hết cả, bôi toàn thân cho em, bôi mặt cục, đi làm, đi tiệc, đi đám cưới đều ok hết cả. Kem thẩm thấu da là bôi từng nào thẩm thấu da từng đó, làm mềm bín, làm mượt da luôn, và bật tông trắng sáng cho các tình yêu trong vòng sử dụng trong vòng 10 ngày đó. Và đặc biệt là mùi rất là thơm, mùi thơm cực kỳ luôn, dùng là phế luôn, là mê luôn đó. Các tình yêu cứ yên tâm mà sử dụng đi, kem không có gây kích ứng da luôn. Da anh chị em nào bị mỏng này, hoặc là da đen ngăm, đen cháy lì, đen bẩm sinh, đen trong môi trường sống này, sử dụng ok, sử dụng bật tông trắng sáng cho các anh chị luôn. Và bật tông bất chấp loại giá luôn, giá nào đều sử dụng được hết nhá. Đó, đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại bên em lên đơn cho chị đẹp với giá là 99k 3 hộp, và phí ship em mặc trung tâm quốc là 30.000. Những ai đặt 6 hộp bên em bao miễn phí ship luôn, chỉ đúng cái lái này thôi nhá. Qua hết cái lái này em về lại với giá là 250.000 ở tiệm.